hôn nhân tuy cũng có những lúc thăng trầm, nhưng những người chồng trong showbiz Hàn này đã có cách hâm nóng cuộc sống hôn nhân khéo léo, khiến công chúng phải ngưỡng mộ không thôi. Biran Kim Tae-hee. Cặp vợ chồng Biran Kim Tae-hee hẹn hò từ năm 2013, tới 2017 thì quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới không thể đơn giản hơn. Một đám cưới trị giá 40 triệu đồng của cặp đôi quả thực không là gì so với khối tài sản khổng lồ mà cả hai sở hữu. Tới nay, dù kết hôn nhiều năm cũng như có với nhau hai công chúa, nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn rất ngọt ngào. Đặc biệt, Biran cũng thường xuyên thể hiện khả năng nghiện vợ cực đỉnh. Tháng 11 năm 2021, Kim Tae-hee có chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường trong buổi chụp quảng cáo gần đây mà cô thực hiện để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Nhìn qua cũng biết, loạt hình ảnh này chưa được chỉnh sửa kỹ càng bằng Photoshop nên chất lượng còn khá mờ và không rõ nét. Tuy nhiên, điều này không hề làm ảnh hưởng tới nhan sắc cùng ngoại hình của Kim Tae-hee. Ngược lại, nhiều người còn cảm thấy xuýt xoa và ngưỡng mộ trước nhan sắc cùng thân hình của Kim Tae-hee ở tuổi 41. Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng của vợ, Biran đã lập tức thả loạt trái tim đỏ kèm dòng chữ "Wow chị gái". Cách gọi vợ bằng từ chị gái của Biran khiến cộng đồng mạng thích thú. Ai cũng biết Kim Tae-hee lớn hơn ông xã Biran 2 tuổi, nhưng mọi người vẫn cảm thấy buồn cười khi ông hoàng K-pop lại gọi vợ như vậy. Không chỉ năng khen vợ đẹp, Biran còn thường xuyên dành thời gian đưa vợ ra ngoài hẹn hò riêng hay đi thưởng thức món ăn mới rồi ngắm hoa. Lee Sang-woo, Kim Seo-yeon. Ác nữ Kim Seo-yeon và tài tử Lee Sang-woo kết hôn vào tháng 6 năm 2017, cặp đôi bằng tuổi và bén duyên sau khi đóng chung phim Happy Home năm 2016. Theo đó, hơn 5 năm kết hôn, dù chưa có con nhưng vợ chồng đình đám này vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Lee Sang-woo nhiều lần khen vợ chu đáo tâm lý trên sóng truyền hình. Điều khiến công chúng thích thú về cặp vợ chồng đình đám này chính nhờ sự hài hước của họ. Trên trang cá nhân, Lee Sang-woo thường xuyên khoe những khoảnh khắc lầy lội trêu vợ cực đáng yêu. Trong loạt hình được chia sẻ trước đây, ông xã Kim Seo-yeon thể hiện bản tính lầy lội ôm chặt vợ bằng cánh tay đô con lực lưỡng. Nữ diễn viên thì thể hiện một gương mặt cam chịu. Jisung, Lee Bo-yeon. Cặp vợ chồng Jisung và Lee Bo-yeon bén duyên sau khi hợp tác trong điệu nhảy cuối cùng năm 2004. Dù Lee Bo-yeon không phải nữ chính lúc đó, nhưng Jisung lại yêu bà xã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Jisung đã mất khá nhiều công sức mới có thể giành được trái tim người đẹp. Kết quả là 3 năm sau đó, cặp đôi công khai hẹn hò. Sau 6 năm công khai hẹn hò, cặp đôi chính thức bước vào lễ đường năm 2013. Hôn lễ được tổ chức tại đúng địa điểm diễn ra đám cưới thế kỷ của Hyun Bin Son Ja-shin tại Aston House. Tới nay, dù đã ở bên nhau 15 năm nhưng hai vợ chồng vẫn luôn ngọt ngào và giữ lửa được tình yêu. Đặc biệt, Jisung cũng được xem là ông chồng nghiện vợ nhất K-pop. Bằng chứng, việc mỗi lần lên nhận giải, Jisung luôn không quên nhắc tới bà xã. Thậm chí trong một lần xuất hiện chung ở lễ trao giải, Jisung đã trao cho bà xã nụ hôn lên má ngay trên sân khấu. Jisung luôn dành lời khen ngợi cho bà xã mỗi khi được phỏng vấn. Năm 2018, khi trả lời phỏng vấn, Jisung đã nói rằng bản thân mong muốn được nắm tay vợ đến già. Tài tử tâm sự thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn vợ và con gái mỗi sáng sớm. Hyun Bin Son Ja-shin. Cặp đôi Hyun Bin Son Ja-shin đã chính thức trở thành vợ chồng vào ngày 31 tháng 3 vừa qua bằng một đám cưới kín đáo và riêng tư. Dù vậy thì đây vẫn được đánh giá là đám cưới thế kỷ bởi độ phủ sóng cũng như sự quan tâm của đông đảo công chúng truyền thông trên thế giới. Giống với Biran, Hyun Bin cũng thường xuyên vô thức thể hiện bản năng nghiện vợ mỗi khi ở cạnh Son Ja-shin. Trong đám cưới thế kỷ, Hyun Bin thường xuyên có hành động tìm tay hay nhìn vợ một cách không thể ngọt ngào hơn. Ngay cả trước khi công bố chuyện hẹn hò, nam tài tử cũng đã có thói quen vô thức này mỗi khi ở cạnh Son Ja-shin. Hyun Bin liên tục bị fan soi ra việc luôn dành ánh mắt cực kỳ tình tứ và ngọt ngào hướng về Son Ja-shin. Trong một buổi họp báo, Hyun Bin đã có tới 19 giây hướng ánh mắt về phía bà xã tương lai không rời. Những hành động này của Hyun Bin được nhận xét là chuẩn ông chồng nghiện vợ. Kwon Sang-woo, Son Tae-young. Được biết đến là một ngôi sao đình đám của làng giải trí xứ Hàn, Kwon Sang-woo còn được nhắc đến là thánh cuồng vợ khó ai sánh bằng. Mặc dù kết hôn với hoa hậu Son Tae-yeon đã được 14 năm và có 2 con, song cặp đôi này vẫn mặn nồng như ngày mới yêu. Thậm chí mới đây, khi xuất hiện trên chương trình radio SBS Power FM Kim Young-chun, nam tài tử đã chia sẻ những bộc bạch về nỗi nhớ vợ khi bà xã hoa hậu Son Tae-yeon đi công tác xa, khiến ai nghe cũng phải tan chảy. Kwon Sang-woo thừa nhận yêu vợ đến mức phát cuồng. Son Tae-yeon đi công tác ở nước ngoài và đang trở về rồi. Tôi phải ở một mình suốt một tuần liền. Tôi chán nản lắm vì không có vợ ở bên. Trước đó, thời điểm mới bắt đầu hẹn hò và tuyên bố kết hôn, cặp đôi này đã vướng phải không ít phản đối từ phía người hâm mộ. Nhiều người cho rằng hoa hậu Son Tae-yeon không xứng đáng sánh đôi cùng nam tài tử lướt thăng lên thiên đường vì trong quá khứ người đẹp này có hồ sơ tình ái khá phức tạp. Song mặc kệ dư luận bàn tán ra sao, Kwon Sang-woo vẫn kiên định với chọn lựa của mình và 14 năm hạnh phúc đã qua chính là minh chứng cho sự đúng đắn của Kwon Sang-woo.